này to hơn con lúc nãy các bạn. Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh thú rừng trên toàn quốc. Nội dung của video ngày hôm nay thì em xin chia sẻ cho anh em mới chơi là cách sử dụng cạm kiềng 16 cm đánh chồn bằng mồi nhử. Thì những cái vật dụng anh em cần thì anh em có thể thấy đây là cái chiếc cạm này. Đây cạm kiềng loại số 1. Đối với cạm này thì ưu điểm của nó là cái thứ nhất là nó không gãy, và cái thứ hai là nó đánh được những cái con thú từ 8 kg đổ lại. Đấy, loại thú 8 kg đổ lại nó phân bố rất là nhiều ở tất cả các tỉnh thành. Về cạm này mà anh em nào mà có nhu cầu mua ấy thì anh em liên hệ vào cái số điện thoại em để ở góc màn hình video nhé. Để anh em điện đến thì bên em là bán tất cả các mẫu cạm kiềng để phục vụ anh em. Còn tiếp theo thì anh em phải thêm mồi. Mồi thì tất cả đa số tất cả các loại chồn phân bố ở địa hình đất nước Việt Nam thì đa số nó đều ăn những quả chín. Đấy, đặc biệt là quả chín có mùi thơm. Thì ở đây là quả chuối này anh em này. Và cái thứ hai nữa là, cái thứ ba nữa là anh em phải sắm cho mình một con dao để đi rừng. Đấy, dao thì anh em vận dụng dao gia đình. Đấy, nhà em không bán dao. Đấy, nói rõ cho anh em là anh em cần một con dao. Cố định là phải cần một con dao. Đi phát đường là cái thứ nhất. Đào lõng là cái thứ hai. Đấy, gặp những cái chướng ngại vật mình xử lý được. Còn cách đánh thì nó khá là đơn giản. Đây là một cái chiếc cạm mà đã kèm theo là một cái bàn nhẫm. Đây là một chiếc bàn nhẫm mà bên cơ sở em đã làm rất là chắc chắn, không chọc chạch. Đấy, và cạm đây. Đấy, cạm đây là những cái mẫu cạm. Còn đánh thì đầu tiên là anh em phải chọn cái lõng đi. Đấy, lõng đi thì bây giờ ví dụ cái đường nó đang đi ngang như thế này. Đường nó đi, con thú nó đi thì tất cả những con thú nó đều để lại những cái dấu vết. Đó là cái đường mòn. Đấy, đường mòn nó đi qua lại, qua lại. Đấy, thì anh em đánh thì anh em phải đào một cái hố. Đấy, đào hố luôn. Đào hố anh em, đào hố thì anh em đào làm sao mà cho nó vừa tầm cái cạm. Đấy, anh em sử dụng cạm 12 thì đào nó vừa thôi. Cạm 14 thì đào to hơn, cạm 16 thì to hơn nữa. Đấy, hoặc là 18. Đấy. Đây anh em này. Đó. Đấy, anh em đào xong anh em ướm vào. Như thế này là vẫn hơi nhỏ một chút này. Đấy, hơi nhỏ một chút thì anh em đào to ra thêm một tí nữa. Đó, đào ra như này. Anh em nào mà chưa chơi bao giờ mà xem được cái video này là đảm bảo anh em là đánh được cầy 100%. Đấy, những cái con cầy mà nó giá trị, ví dụ như chồn hương, chồn hiếc thì không nói, nhưng mà chồn bạc má thì nó phân bố nhiều thì anh em đánh được rất là nhiều. Với cạm này thì nhiều cái nó rất là cứng thì anh em không thể ra bằng tay được như thế này. Đấy, rất là khó này. Đấy, bởi vì cạm này nó rất là cứng, anh em mà chưa quen ấy thì anh em để xuống dưới đất. Đấy, để lên cái lèn con dao luôn này. Anh em nhẵn này. Đó, nhẵn phát là nó sẽ ửa ra này. Đúng không? Cửa ra thế này thì khi anh em cầm rất là đơn giản thôi. Nó chỉ lặng là khi kẹp vào thôi. Đấy, và anh em mắc cạm. Đó. Anh em có thể thấy là cạm nó chuẩn rồi. Thì đây anh em xem một cái cạm chuẩn như thế này thì cứ dương ra phát là đánh, không phải chỉnh cái gì cả. Đấy, anh em để xuống dưới đây. Đấy, để xuống mà thấy nó vẫn bị mấp thì anh em đào thêm. Đấy, đào thêm ra cho nó rộng ra. Đó. Đào ra như thế này rồi, còn bước tiếp theo nha anh em nhé. Bước tiếp theo là anh em phải chuẩn bị cho mình một cái lá. Thì anh em chọn đây gọi là cái lá cận trắng cận đỏ này. Đấy, anh em có thể thấy cái lá này thì nó phân bổ rất là nhiều. Cái thứ nhất ưu điểm của lá này nó rất là mỏng. Đấy, mỏng để sập thì nó không bị kênh cạm. Và cái thứ hai nữa là cái lá này nó bản nó to. Đấy, bản nó cực kỳ là to bằng bàn tay luôn này. Đấy, bây giờ anh em lấp cạm xung quanh cho em. Đấy, lấp cạm xung quanh, lấy đất mà mình vừa đào lên ấy. Lấp cạm xung quanh xuống như này. Đó, lắp cạm xung quanh. Đấy, và bây giờ đến bước tiếp theo là anh em lên lá này để ngụy trang này. Đấy, lá ngụy trang đi. Đấy, cái lá này thì anh em phải giật cái gân này đi nhé. Bỏ cái gân này đi. Đấy, gân rất là cứng, khi mình lấp đất vào rất là khó khăn. Anh em bỏ đi. Đó. À, bây giờ là lấy đất này anh em này, đất này, phủi lên. Anh em lưu ý nhé, phải bóp nhỏ đất như thế này. Đấy, bóp nhỏ ra giải lên thì cái cạm nó sẽ không bị sập. Đấy, anh em mà để đất to như này thả xuống là sập này, là ăn đòn vào tay này. Đấy. Đấy, đây là cách đánh đơn giản nhất này, mà hiệu quả. Tỷ lệ đem lại dính thú 100% luôn.
Đấy. Đối với tùy từng con thú quân cầy anh em nhé, con thú quân cầy nào mà ví dụ nó khôn ấy thì phải ngụy trang chuẩn hơn. Đấy, còn ví dụ anh em đánh chồn bậc má hay là đánh chồn đèn thì nó bình thường thôi. Cái cầy mèo cầy miếc thì nó gan. Đấy thì bây giờ anh em ví dụ nhé, đây là cái lõng nó chạy ngang này. Đấy, chạy ngang này. Đấy, chạy ngang, đấy, chạy kiểu như thế này. Đấy, nó sẽ chạy qua lõng cạm này. Đấy, mà ví dụ lõng rộng quá thì anh em lấy cây anh em chắn hai bên vào để cái lõng cạm ở giữa như thế này thôi. Đấy, để lõng cạm như này. Đấy, ở giữa. Còn mồi thì đây, mồi thì đơn giản thôi. Đấy, anh em cắt một mảnh chuối như thế này. Anh em để một bên và để một bên. Đấy, như thế này là khi con thú nó qua này anh em này. Đấy, khi con thú nó qua là nó sẽ ăn ở mảnh này và nó sẽ bước tới nó ăn tiếp mảnh này thì nó sẽ sập vào giữa này. Đấy, còn nguyên tắc hoạt động của nó thì đây. Nguyên tắc hoạt động khi xong rồi đây anh em này. Đấy, là con thú nó sẽ ăn cái này và nó đi sang đây này. Đấy, và nó sẽ bị sập này. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, ngụy trang cao, tính ngụy trang cao. Đấy, quánh phát gãy cây luôn. Đấy, anh em nào mà xem được cái video này thấy hay thì đăng ký kênh cho em. Anh em ấn một quả chuông ở bên góc phải màn hình video ấy. Còn đối với anh em nào mà có nhu cầu mua cạm kiềng thì anh em liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở em thông qua số điện thoại em để dưới tiêu đề. Còn thường thường thì em sẽ ra những cái video chia sẻ về cái mẫu cạm này để cho anh em tham khảo. Còn bây giờ thì em xin chào nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.